điện máy ăn da vừa về một con máy lọc không khí. Mã của nó là KC500i5 nhé. Dòng này là dòng có đặt độ ẩm này. Đấy, đặt độ ẩm này. Thì mình vừa về một chiếc màu đen nhé, rất là đẹp. Công suất con này là 54W, dùng cho phòng 35m2 đổ lại, dòng cường áp nhé, điện cường áp. Mình thích thì mình đang quay thực tế. Con này thì có một cái ưu điểm rất là lớn. Đây chính là cái màng lọc của nó. Màng zin của nó còn nguyên và cũng là rất là trắng, mọi người nhìn nhé. Đấy. Mà nó như màng mới luôn. Đây là chứng tỏ con này rất ít sử dụng luôn. Đây là màng than luôn. Đó, rất còn nguyên màng zin của máy. Cái máy là tương đối mới. Thì hiện tại cửa hàng đang có một con máy như này mọi người nhé. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình để nhận thêm một thông tin chi tiết sản phẩm.